đây là gương mặt hiện tại của mình sau liệu trình 6 buổi Lip White Extra này mọi người ơi. Mọi người thấy da trắng hơn, đều màu hơn và cực kỳ tự nhiên luôn. 2 tuần trước mặt mình vẫn xỉn màu, khô nhăn và da chảy xệ như thế này nè. Bí mật là nằm ở 17 củ khoai mà mình đã bỏ ra cho liệu trình làm trắng da mặt, thon gọn mặt ở spa luxury nổi tiếng nhất Hà Nội, Lavender Mai Trang. Lột sắc hoàn toàn chưa? Da phải bật đến 2-3 tone ý. Vậy nên, nếu như chị em nào gặp phải tình trạng giống như mình trước kia thì mọi người hãy đến ngay với Lavender Mai Trang và đừng ngần ngại về giá nhá. Hãy yêu thương bản thân mình và làm đẹp một cách thông minh mọi người nhá.